Thưa quý vị, 100 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đất Đỏ vừa được nhận quà hỗ trợ từ Hội nạn nhân chất độc da cam và Bảo trợ xã hội huyện. Mỗi phần quà trao tặng cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đất Đỏ trị giá 350.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm. Toàn bộ kinh phí trao tặng quà do Hội nạn nhân chất độc da cam và Bảo trợ xã hội huyện Đất Đỏ vận động từ Phật tử chùa Bửu Long, thị trấn Đất Đỏ đóng góp hỗ trợ.